ông cầm tài khoản đó mà biết cơ chế, mà biết cái quy luật mình đánh giờ chuyện là dữ lắm. Tài khoản đó mà đánh lệnh nhỏ nhỏ thôi, 0.5 một lót thôi. 0.5 thôi cũng được. Ngày em vô dựng cái lệnh kiếp chừng 500 đô thôi. Mới nhẹ nhàng lắm. 500 chứ không được cái gì. Biết hướng vậy à? Bây giờ này mình không thích mà khi nó còn ngược kèo còn ngược kèo đó à, nhưng mà để mình hiểu ngược kèo mình hiểu à. Đúng rồi. Tài khoản mình lớn mà mình cái khối lượng mình nhỏ. Nhỏ nè. Thì cho dù nó ăn nhiều cũng có cơ hội mình hóa đúng không?